Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 9. Abimelech, con trai Jerubaal sang qua Shechem, đến cùng các cậu và cả nhà ông ngoại mình mà nói rằng: Xin các ông hãy hỏi hết thảy người Shechem mà nói rằng, hoặc tất cả 70 người con trai Jerubaal cai trị trên các ngươi, hoặc chỉ một người làm vua của các ngươi, điều nào là tốt hơn? Cũng hãy nhớ rằng ta đồng cốt nhục với các ngươi. Các cậu người nói dùm người, đem các lời này thuật lại cho hết thảy dân Shechem nghe. Và lòng chúng nghiêng về Abimelech vì chúng nói rằng, người là anh em ta. Chúng bèn ban cho người 70 miếng bạc của miếu Baal Berit. Abimelech lấy bạc đó, mướn những kẻ bại hoại hoang đàn đi theo mình. Đoạn, người đi đến nhà cha mình tại Opra và trên một hòn đá, giết các anh em mình, tức những con trai của Jerubaal, số là 70 người. Chỉ một mình Jotham, con út của Jerubaal còn sống, bởi vì chàng đã ẩn mình. Bây giờ, hết thảy người Shechem nhóm hiệp với cả họ Milo, đi đến cây dẻ bột bia đá ở tại Shechem mà tôn Abimelech làm vua. Jotham hay đặng điều đó, bèn đi lên đứng trên chót núi Garisim, cất tiếng la rằng: Hỡi người Shechem, hãy nghe ta, và nguyện Đức Chúa Trời nghe các ngươi. Các cây cối đều đi đặng sức dầu cho một vua cai trị chúng nó. Chúng nó nói cùng cây olive rằng: Hãy cai trị chúng tôi. Cây olive đáp: Ta há sẽ bỏ dầu ta mà Đức Chúa Trời và loài người đều tôn vinh đặng đi sao động trên các cây cối ư? Các cây cối lại nói cùng cây vả rằng: Hãy đến cai trị chúng tôi. Nhưng cây vả đáp rằng: Ta há sẽ bỏ sự ngọt ngon và trái tươi tốt ta đặng đi sao động trên các cây cối ư? Đoạn, các cây cối nói cùng cây nho rằng: Hãy đến cai trị chúng tôi. Nhưng cây nho đáp: Ta há sẽ bỏ rượu ngon ta là thứ làm cho vui Đức Chúa Trời và người ta đặng đi sao động trên các cây cối ư? Bây giờ hết thảy cây cối nói cùng gai gốc rằng: Hãy đến cai trị chúng tôi. Gai gốc đáp cùng các cây cối rằng: Nếu bởi lòng chân thật mà các ngươi muốn sức dầu ta làm vua các ngươi, thì hãy đến núp dưới bóng ta. Bằng không, nguyện lửa ra từ gai và thiêu nuốt cây bá hương Liban đi. Bây giờ có phải các ngươi cư xử chân thật và công bình mà tôn Abimelech làm vua chăng? Các ngươi có hậu đãi Jerubaal và nhà người chăng? Có báo đáp điều người đã làm cho các ngươi chăng? Vì cha ta có tranh chiến cho các ngươi, liều mình mà giải cứu các ngươi khỏi tay dân Madian. Nhưng ngày nay, các ngươi lại dấy lên cùng nhà cha ta, đã giết trên một hòn đá các con trai người số là 70 người, và lấy Abimelech con trai của con đòi người mà tôn lên làm vua của dân Shechem, vì hắn là anh em các ngươi. Vậy, ví bằng ngày nay các ngươi có lấy sự chân thật và chính trực mà đãi Jerubaal và nhà người, thì Abimelech khá vui mừng nơi các ngươi, và các ngươi hãy vui mừng nơi hắn. Bằng chẳng, nguyện lửa ra từ Abimelech thiêu nuốt những người Shechem cùng họ Milo, và nguyện lửa ra từ những người Shechem cùng họ Milo mà thiêu nuốt Abimelech. Đoạn, Jotham trốn đi ẩn náu tại Bere và ở đó vì sợ Abimelech anh mình. Abimelech cai trị Israel trong 3 năm. Đoạn, Đức Chúa Trời sai đến một ác thần sinh sự bất bình giữa Abimelech và người Shechem. Người Shechem bèn phản nghịch Abimelech để báo thù tội sát nhân đã phạm cùng 70 con trai Jerubaal và khiến huyết họ đổ lại trên Abimelech là anh đã giết họ, cùng đổ trên người Shechem đã giúp hắn giết anh em mình. Người Shechem sai mấy kẻ đi rình rập người trên chót núi. Chúng nó cướp giật những kẻ đi qua đường gần bên chúng nó. Abimelech hay được điều đó. Bây giờ Ga-anh, con trai Ebed,
cùng anh em mình đến vào trong Sichem. Người Sichem đều để lòng tin cậy nơi người. Rồi chúng ra ngoài đồng, hái những vườn nho của mình, đạp trái nho và dự tiệc yến. Đoạn, họ vào trong đền thờ của thần chúng, ăn và uống, rồi rủa sả Abimelech. Ga-anh, con trai Ê-bết bèn nói rằng, Abimelech là ai? Sichem là chi mà chúng ta phục sự Abimelech? Hắn há chẳng phải con trai Jerubba-anh sao? Còn Sê-bun há chẳng phải là kẻ phụ tá hắn ư? Các ngươi khá phục sự những người Hê-mô là cha của Sichem, còn chúng ta sao lại phục sự hắn? Ồ, nếu ta có dân sự này dưới tay ta, ta sẽ đuổi Abimelech đi. Đoạn, người nói cùng Abimelech rằng, hãy gia tăng quân lính ngươi mà ra trận. Sê-bun, quan cai thành, nghe được các lời của Ga-anh, con trai Ê-bết nói, thì cơn giận người phừng lên, mật sai sứ đến Abimelech mà nói rằng, này, Ga-anh, con trai Ê-bết và anh em nó đã đến Sichem, xúi dục thành giấy nghịch cùng ông. Vậy, đêm nay, ông và các người theo ông phải trỗi dậy, đi phục binh ngoài đồng. Đến sáng mai, khi mặt trời vừa mọc, ông phải dậy sớm xông hãm thành. Khi Ga-anh và quân theo nó ra đánh ông, thì ông hãy tùy cơ mà làm. Vậy, Abimelech và cả đạo binh theo người đều trỗi dậy ban đêm, chia ra làm bốn đội và mai phục gần Sichem. Ga-anh, con trai Ê-bết, kéo ra và đứng tại cửa thành. Abimelech và cả đạo binh theo người bèn đi ra khỏi nơi phục. Ga-anh thấy đạo binh ấy, nói cùng Sê-bun rằng, ta thấy một đạo binh từ trên chót núi xuống. Sê-bun đáp, ngươi thấy bóng núi mà tưởng là người ta đó chứ? Nhưng Ga-anh lại tiếp rằng, quả thật một cơ binh ở trên núi xuống và một đội do đường cây giá bột thuộc sĩ mà đến. Sê-bun bèn la lên rằng, chính ngươi đã nói, Abimelech là ai mà ta phục sự hắn? Vậy những lời khoe khoang của ngươi đó đã ra sao? Đó há chẳng phải đạo binh mà ngươi khinh dễ ư? Bây giờ khá đi ra giao chiến cùng chúng nó. Ga-anh bèn đứng đầu các người Sichem đi ra giao chiến cùng Abimelech. Ga-anh bị Abimelech đuổi theo, chạy trốn trước mặt người, và nhiều người bị thương ngã chết dọc đường cho đến cửa thành. Abimelech đi ở tại Aruma, còn Sê-bun đuổi Ga-anh và anh em người đi, không cho ở tại Sichem nữa. Qua ngày sau, dân sự đi ra ngoài đồng, có người đem tin đó cho Abimelech hay. Người bèn bắt cơ binh mình chia ra làm ba đội để mai phục ngoài đồng. Khi thấy dân sự ở thành kéo ra, người liền trỗi dậy và hãm đánh chúng nó. Đoạn, Abimelech và những kẻ đi theo lướt đến trước, dừng lại tại cửa thành, còn hai đội kia xông vào hết thảy người ở ngoài đồng và đánh giết họ. Abimelech hãm đánh thành trọn ngày, bèn chiếm lấy và giết hết thảy người ở trong, rồi phá thành và rắc muối ở đó. Nghe tin này, hết thảy dân sự ở tháp Sichem đều rút về trong đồn của miếu thần Berit. Người ta đem tin cho Abimelech hay rằng, hết thảy dân sự tháp Sichem đều hiệp lại tại trong đồn. Abimelech bèn đi lên núi Sanh Môn với cả đạo binh theo mình. Người cầm lấy nơi tay một cái rìu, chặt một nhánh cây, đỡ nó lên và vác trên vai, rồi nói cùng quân theo mình rằng, các ngươi có thấy điều ta làm chăng? Hãy mau mau làm như vậy. Vậy, mỗi người chặt một nhánh cây rồi đi theo Abimelech. Họ dựng sắp nhánh cây đó nơi đồn, châm lửa vào và thiêu đồn cùng những người ở trong. Như vậy, hết thảy những người ở tháp Sichem, nam và nữ đều chết, số ước 1000. Abimelech liền đi đánh Thê-bết, vây và chiếm lấy nó. Giữa thành phố có một cái tháp vững bền. Hết thảy dân sự của thành, nam và nữ đều chạy vô núp tại đó và đóng cửa lại, rồi lên trên đỉnh tháp. Abimelech tấn tới tháp, xông hãm nó và đi lại gần cửa đặng phóng hỏa. Nhưng một người nữ ném thớt cối trên đầu Abimelech làm bể sọ người.
Người liền kêu gã trai trẻ cầm binh khí hầu mình mà nói rằng: "Hãy rút gươm ngươi ra giết ta đi, kẻo người ta nói một người đàn bà đã giết người." Vậy gã trai trẻ bèn đâm người thì người chết. Khi người Israel thấy Abimelech đã chết thì mỗi người đi về nhà mình. Như vậy Đức Chúa Trời báo ứng Abimelech vì tội ác hắn đã phạm cùng cha mình mà giết 70 người anh em mình. Đức Chúa Trời cũng báo ứng dân Sichem vì mọi điều ác mà chúng nó làm. Sự rủa xả của Jotham, con trai Jerubba-an, ứng nghiệm trên chúng nó là như vậy. Chương 10. Sau Abimelech, Thola, con trai Phu-a, cháu Đô-đô, người Isaka, dấy lên đặng giải cứu Israel. Người ở tại Samir trong núi Ephraim làm quan xét trong Israel 23 năm, rồi thác và được chôn tại Samir. Sau người ấy có Jair-rơ, người Gala-át, dấy lên làm quan xét Israel trong 22 năm. Người có 30 con trai, cởi 30 lừa con và có 30 cái thành ở tại xứ Gala-át. Ngày nay, người ta cũng còn gọi nó là thôn Jair-rơ. Khi Jair-rơ thác thì được chôn tại Kha-môn. Kế ấy, dân Israel lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, phục sự những ba anh và ác tạc tê cùng các thần Syri, các thần Sidon, các thần Mô-áp, các thần người Am-môn và các thần của dân Philistin. Chúng nó lìa bỏ Đức Giê-hô-va, không phục sự Ngài. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng Israel, Ngài phó chúng nó vào tay dân Philistin và vào tay người Am-môn. Kể từ năm đó, hai dân tộc này hà hiếp và chà nát dân Israel. Những người Israel ở bên kia sông Giô-đanh trong xứ Amorít tại miền Gala-át bị hà hiếp, chà nát trong 18 năm. Dân Am-môn cũng sang qua sông Giô-đanh đánh Giu-đa, Benjamin và nhà Ê-phra-im. Israel bị cơn hoạn nạn lớn lao vậy. Bây giờ dân Israel kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: "Chúng tôi có phạm tội cùng Chúa, vì chúng tôi đã lìa bỏ Đức Chúa Trời chúng tôi và hầu việc các thần ba anh." Nhưng Đức Giê-hô-va đáp cùng dân Israel rằng: "Ta há chẳng có giải cứu các ngươi khỏi dân Ê-díp-tô, khỏi dân Amorít, khỏi dân Am-môn và khỏi dân Philistin sao? Lại khi dân Sidon, dân Amalek và dân Ma-ôn hà hiếp các ngươi, thì các ngươi có kêu cầu cùng ta, và ta đã giải cứu các ngươi khỏi tay chúng nó. Nhưng các ngươi đã lìa bỏ ta hầu việc các thần khác, bởi đó cho nên ta không giải cứu các ngươi nữa. Hãy đi kêu cầu những thần mà các ngươi đã chọn, chúng nó khá giải cứu các ngươi trong cơn hoạn nạn." Dân Israel thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: "Chúng tôi đã phạm tội. Xin Chúa hãy đãi chúng tôi theo điều Chúa cho là tốt lành. Chỉ xin hãy giải cứu chúng tôi ngày nay." Họ bèn cất khỏi giữa mình các tà thần rồi trở lại phục sự Đức Giê-hô-va. Lòng Ngài buồn rầu về sự khốn khổ của Israel. Dân Am-môn nhóm lại và đóng trại trong xứ Gala-át. Dân Israel cũng nhóm lại và đóng trại tại Mít-ba. Dân sự và các quan trưởng xứ Gala-át hỏi nhau rằng: "Ai là người sẽ khởi đầu ra đánh dân Am-môn? Người đó sẽ làm quan trưởng hết thảy dân Gala-át." Chương 11. Giép-thê người Gala-át là tay dõng sĩ, con của một người kỵ nữ và cha là Gala-át. Vợ của Gala-át có sinh cho người những con trai. Khi các con trai của vợ ấy lớn lên, bèn đuổi Giép-thê đi mà rằng: "Mày không được ăn phần gia tài trong nhà cha chúng ta, vì mày là con của người đàn bà khác." Vậy Giép-thê trốn xa anh em mình và ở trong xứ Tót. Có những đứa du đảng hiệp lại chung quanh Giép-thê và đi ra với người. Sau một ít lâu, dân Am-môn giao chiến cùng Israel. Trong lúc dân Am-môn đánh Israel, các trưởng lão Gala-át đi đem Giép-thê ở xứ Tót về. Họ nói cùng người rằng: "Xin hãy đến làm quan tướng chúng ta sẽ đánh dân Am-môn." Nhưng Giép-thê đáp cùng các trưởng lão Gala-át rằng: "Các ông há chẳng phải là kẻ ghét tôi và đuổi tôi khỏi nhà cha tôi sao? Còn bây giờ các ông đang bị cùng khốn, sao lại đến tôi?" Các trưởng lão Gala-át đáp cùng Giép-thê rằng: "Bây giờ chúng ta lại đến cùng ngươi, hầu cho ngươi đi với chúng ta,
ngươi sẽ đánh dân Ammon, rồi sẽ làm đầu của chúng ta và của hết thảy dân xứ Gala-át. Giép-thê lại đáp cùng các trưởng lão Gala-át rằng: ví bằng các ông đem tôi về đặng đánh dân Ammon, và nếu Đức Giê-hô-va phó chúng nó vào tay tôi, thì tôi sẽ làm đầu các ông chứ? Các trưởng lão Gala-át nói cùng Giép-thê rằng: chúng ta quả sẽ làm y như lời ngươi đã nói. Nguyện Đức Giê-hô-va làm chứng giữa chúng ta. Vậy Giép-thê đi cùng các trưởng lão Gala-át. Dân sự lập người làm đầu và tướng, rồi tại Mít-ba, Giép-thê lập lại trước mặt Đức Giê-hô-va hết thảy những lời người đã nói. Đoạn, Giép-thê sai sứ giả đến cùng vua dân Ammon mà nói rằng: ta với ngươi có việc chi, nên ngươi kéo đến ta đặng hãm đánh xứ ta? Vua dân Ammon đáp cùng sứ giả Giép-thê rằng: ấy bởi Israel khi ra khỏi nước Ai-díp-tô có chiếm lấy xứ ta từ Ác-nôn cho đến Gia-bốc và Giô-đan. Bây giờ hãy trả êm lại xứ ấy cho ta. Giép-thê lại sai sứ giả đến cùng vua dân Ammon đặng nói rằng: Giép-thê nói như vậy: Israel không có xâm đoạt địa phận Mô-áp, cũng chẳng có chiếm lấy xứ của dân Ammon. Song khi Israel ra xứ Ai-díp-tô thì đi ngang qua đồng vắng cho đến biển đỏ, rồi tới Ca-đê. Bây giờ người sai sứ giả đến vua Ê-đôm đặng tâu rằng: xin cho tôi đi ngang qua xứ vua. Nhưng vua Ê-đôm không bằng lòng. Người cũng sai sứ giả đến vua Mô-áp, vua Mô-áp cũng không hứng cho, nên Israel cứ ở tại Ca-đê. Đoạn người lại đi vào đồng vắng, vòng quanh xứ Ê-đôm và xứ Mô-áp, rồi đến cõi phía đông xứ Mô-áp. Người hạ trại ở bên kia Ác-nôn, không vào bờ cõi Mô-áp, vì Ác-nôn là giới hạn của xứ Mô-áp. Rốt lại, Israel sai sứ giả đến cùng Si-hôn, vua người Amorit ở tại Hết-bôn, và dặn nói rằng: xin để cho chúng tôi đi ngang qua xứ vua, đặng đến xứ chúng tôi. Nhưng Si-hôn không đủ tin dân Israel, nên không cho đi ngang qua xứ mình, bằng hiệp lại cả cơ binh mình, kéo đến đóng trại tại Gia-hát và chống đấu cùng Israel. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phó Si-hôn và cả cơ binh người vào tay Israel. Israel đánh bại chúng nó và lấy toàn xứ dân Amorit là dân ở miền đó. Vậy Israel nhận được toàn xứ dân Amorit từ Ác-nôn cho đến Gia-bốc và từ đồng vắng cho đến Giô-đanh. Vậy bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã đuổi dân Amorit khỏi trước mặt dân Israel của Ngài rồi, thì ngươi lại muốn chiếm lấy xứ của họ sao? Ngươi há chẳng nhận được đất mà Kê-mốt là thần của ngươi đã ban cho ngươi sao? Thế thì chúng ta cũng nhận được đất của những kẻ nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã đuổi khỏi trước mặt chúng ta. Vả lại, ngươi có trỗi hơn Ba-lát, con trai Sếp-bô, vua Mô-áp chăng? Hắn há có khi nào cãi cọ hay là chiến đấu cùng Israel chăng? Đang lúc 300 năm mà Israel ở tại Hết-bôn và các thành địa hạt nó, A-rô-e và các thành địa hạt nó, cùng hết thảy các thành ở dọc theo Ác-nôn, sao ngươi không lấy nó lại trong khi đó? Vậy ta không có phạm tội cùng ngươi, nhưng ngươi đã làm quấy cùng ta mà hãm đánh ta. Nguyện Đức Giê-hô-va là đấng đoán xét, ngày nay xét đoán giữa dân Israel và dân Ammon. Nhưng vua dân Ammon không khứng nghe lời của Giép-thê sai nói cùng người. Thần của Đức Giê-hô-va bèn cảm động Giép-thê, người trải qua Gala-át và Ma-na-xe, sang đến Mít-ba ở Gala-át, rồi từ Mít-ba ở Gala-át người đi đánh dân Ammon. Giép-thê khẩn nguyện cùng Đức Giê-hô-va rằng: nếu Ngài phó dân Ammon vào tay tôi, khi tôi thắng chúng nó trở về, hễ chi ở cửa nhà tôi đi ra đầu hết đặng đến đón rước tôi, thì nấy sẽ thuộc về Đức Chúa Trời, và tôi sẽ dâng nó làm của lễ thiêu. Đoạn Giép-thê đi đến dân Ammon đặng giao chiến cùng chúng nó, và Đức Giê-hô-va phó chúng nó vào tay người. Người đánh bại chúng nó từ A-rô-e cho đến Minit và cho đến A-ben-Keramim, cùng chiếm lấy của chúng nó 20 cái thành. Ấy là một bại trận rất lớn. Dân Ammon bị phục trước mặt dân Israel. Giép-thê trở về nhà mình tại Mít-ba.
kìa, con gái người ra đón rước người, có cầm trống nhỏ và nhảy múa. Nàng là con một của người, ngoài nàng chẳng có con trai hoặc con gái nào khác hơn. Giép-thê vừa thấy nàng liền xé áo mình mà rằng: ớ con, than ôi, con gây cho cha tức tối quá thay. Con thuộc vào số kẻ làm rối cha, vì cha có mở miệng khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va không thể nuốt lời. Nàng thưa rằng: cha ơi, nếu cha có mở miệng khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va, xin hãy làm cho con y như lời ra khỏi miệng cha, vì bây giờ Đức Giê-hô-va đã báo thù kẻ cừu địch cha rồi, tức là dân Am-môn. Đoạn nàng lại nói cùng cha mình rằng: xin cha hãy nhậm cho con lời này, để cho con thông thả trong 2 tháng, con sẽ đi ở trên núi đặng cùng chị em bạn con khóc về sự đồng trinh của con. Giép-thê đáp rằng: con cứ đi. Rồi người để nàng đi 2 tháng. Vậy nàng đi cùng chị em bạn mình khóc sự đồng trinh mình tại trên núi. Cuối 2 tháng nàng trở về cha mình, và người làm cho nàng tùy theo lời khấn nguyện mình đã hứa. Nàng chẳng có biết người nam. Tại cớ đó trong Israel có thường lệ này: mỗi năm các con gái Israel đi than khóc con gái của Giép-thê người Gala-át trong 4 ngày. Chương 19. Sự đó đoạn, tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của lũ đông lắm rằng: Alleluia! Sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ, nó lấy điều dâm loạn làm hư hỏng thế gian, và Ngài đã báo thù huyết của các tôi tớ Ngài đã bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra. Chúng lại nói một lần thứ hai rằng: Alleluia! Luồng khói nó bay lên đời đời. 24 trưởng lão cùng 4 con sanh vật bèn mọp xuống thờ lại Đức Chúa Trời là đấng ngồi trên ngôi mà rằng: Amen! Alleluia! Lại có tiếng từ ngôi đến rằng: hết thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta, vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn, đều hãy ngợi khen Ngài. Đoạn tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ mà rằng: Alleluia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng toàn năng đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Thiên sứ phán cùng tôi rằng: hãy chép, phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng: đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Tôi bèn gieo mình xuống dưới chân người đặng thờ lại. Xong người phán rằng: hãy giữ lấy, đừng làm vậy. Ta là bạn tôi tớ với ngươi và với anh em ngươi, là người cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Ngươi hãy thờ lại Đức Chúa Trời, vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu là đại ý của lời tiên tri. Bây giờ tôi thấy trời mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra. Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh ngoài Ngài ra không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài dày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh là Vua của các vua và Chúa của các chúa. Tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời. Người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa không của trời mà rằng: hãy đến, bay hãy nhóm hiệp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời. Hãy đến ăn thịt các vua, thịt các tướng, thịt các dõng sĩ, thịt ngựa cùng kẻ cưỡi ngựa, và thịt của mọi người, tự chủ và tôi mọi, nhỏ và lớn. Tôi lại thấy con thú và các vua thế gian cùng những quân đội mình nhóm lại đặng tranh chiến với đấng cưỡi ngựa
và với đạo binh của Ngài. Nhưng con thú bị bắt, và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lại hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa. Cả hai đều đang sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Những kẻ khác đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng đấng cưỡi ngựa, và hết thảy chim chóc đều được ăn thịt chúng nó no nê. Thi Thiên 63. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Vừa sáng tôi tìm cầu Chúa. Trong một đất khô khan cực nhọc chẳng nước, linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa, đặng xem sự quyền năng và sự vinh hiển của Chúa, như tôi đã nhìn xem Chúa tại trong nơi thánh. Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống tôi, môi tôi sẽ ngợi khen Chúa. Như vậy tôi sẽ chúc phước Chúa trọn đời tôi, nhân danh Chúa tôi sẽ giơ tay lên. Linh hồn tôi được no nê dường như ăn tủy xương và mỡ, miệng tôi sẽ lấy môi vui vẻ mà ngợi khen Chúa. Khi trên giường tôi nhớ đến Chúa, bèn suy gẫm về Chúa trọn các canh đêm. Vì Chúa đã giúp đỡ tôi, dưới bóng cánh của Chúa tôi sẽ mừng rỡ. Linh hồn tôi đeo theo Chúa, tay hữu Chúa nâng đỡ tôi. Những kẻ nào tìm hại mạng sống tôi sẽ sa xuống nơi thấp của đất. Chúng nó sẽ bị phó cho quyền thanh gươm, bị làm mồi cho chó cáo. Nhưng vua sẽ vui vẻ nơi Đức Chúa Trời, phàm ai chỉ Ngài mà thề sẽ khoe mình, vì miệng những kẻ nói dối sẽ bị ngậm lại. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.